nói cái gì, nó không ai hiểu gì hết, nó làm cái gì, tắm xong anh động không, nhìn đây nè, nó nói chuyện nè, cái mặt dữ vậy, ơ cãi hả, ai vậy cãi á, nhà con lì không, cắn hết đồ luôn, nhà con lì không, nhìn đây, nhìn đây nè. Từ son nè, đó nhìn nè, son nè, tới băng vệ sinh, tới đủ thứ, cái gì mà cũng cắn. Anh, mình nhìn đây nè. Sao con lì con cãi nữa hả? Đang chửi con á. Cái miệng là hư lắm nè. Ai vậy á? Hả? Chừng mắt nhìn ai á? Láo con, láo con. Cắt đi.